Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay em xin test con vàng HS80B, Auto King HS80B. Và cũng test luôn cho anh Cường một con HS80B, anh Cường ở Hải Phòng. Và em cũng hướng dẫn sơ qua cách sử dụng con này luôn. Em giới thiệu, đây là mặt trước của nó này. Đấy. Đây là mặt trước của con đấy này. Input music này, mic này, DBS, DSP, mic này, music này. Đấy. Đây là mặt sau. Mặt sau của nó thì nguồn này, USB này, điều khiển này. Cái này để kết nối phần mềm. Mình quan tâm đến những cái này thôi. Music của mic này, cắm mic vào đây nhé. Input này, một cái này hoặc là một cái này. Anh em cắm cả hai bên cho lên mới là ở đây, tại vì là mình để cái chế độ auto thì cắm bên nào cũng được, còn cái này mình sẽ chọn đầu vào là BGV hay VOD. Đây là ra loa, sub này, center này, hai kênh trước này, hai kênh sau này, và âm lượng đầu ra. Đấy. Và chúng ta phải dùng cái jack này nhé. Chúng ta phải dùng với cái jack này thì mới cho ra được này. Để kết nối với đẩy đấy thì phải dùng cái jack hoa sen này với cái đầu cái. Chúng ta một đầu kết nối vào đây. Đấy. Cái này kết nối vào đẩy là xong. Bây giờ sẽ hướng dẫn chỉnh qua cái con vang này. Đây em kết nối sẵn rồi nhá. Muốn ví dụ như là trước hết là chỉnh nhạc này. Bấm thẳng vào đây nhá. Mọi người bấm thẳng vào cái nút này vào đây. Bấm thẳng vào đây. Đấy, cứ tạch 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 tạch. Đấy, bấm sẽ hiện lên các tần số. Đây là equalizer của Music. Ví dụ như 57 Hz, đấy là tần số bass. Mà muốn chỉnh cao hơn này thì xoay các cái nút bên này. Đấy. Đấy, xoay để tăng lên. Và tiếp theo nữa cũng như vậy, là bấm thẳng vào đây. Cứ bấm vào. Đấy, 3, 16. 6.3 đây là chép chung. Đây là chép thấp. Đây là tần số chung. Chúng ta cứ bấm vào đấy nhá, bấm thẳng vào đây, sau đó là xoay. Đấy. Xoay cho phù hợp, sang bên này là mic. Mic cũng như vậy thôi. Đấy. Bấm thẳng vào đây, nó sẽ hiện lên các cái tần số của mic. Các tần số của mic. Và ví dụ như là mic của nhà ai hoặc là người nào mà người ta dùng mic không dây hoặc là mic dây nó không giống nhau, hoặc là giọng ai trầm giọng ai cao mình muốn chỉnh ấy, thì chúng ta sẽ chỉnh mic ở đây. Ví dụ giọng cao mà mình muốn tăng trầm lên thì mình ở cái tần số 57 Hz này mình sẽ tăng lên một chút. Đấy, tăng lên 2 hoặc tăng lên 3 tùy sao cho nó phù hợp. Bấm cái nữa. Đấy. Đây là tần số chép của mic. Nếu chúng ta muốn hát mà nó cài đặt nó lợi nhất ấy, thì lên là để các cái tần số chung. Đấy, tầm khoảng 400 này, đến 1000 này, là cao hơn một chút. Cộng 1, cộng 2 làm sao cho nó dễ hát nhất. Đây là quan trọng, cái phần này là quan trọng nhất. Phần chỉnh echo, reverb và các cái vang nhại ở đây hết. Ừ, như là chúng ta bấm lên đấy, tiếng mic, tiếng effect là vang nhại, độ to nhỏ của vang nhại. Cái này echo này, echo chỉnh lên thì sẽ có chức năng delay này, một delay, hai delay. Chúng ta xoay cho là phù hợp với thôi. Cái này thì là mình đã chỉnh là phù hợp rồi.
Echo. Đây muốn trở lại đây. Bấm cái nữa này. Bấm cái nút bên này nữa sẽ ra revert này. Và cũng như vậy, revert chúng ta để số bao nhiêu thì cứ vặn ở đấy thôi. À, đấy, ví dụ như mình vặn nút bên cạnh nó có thể tăng lên revert rồi. Và nút đây sẽ là trả lại. Đấy. Còn đây là các cái chế độ đầu vào này. Input này. Đấy, BMG hoặc là VOD đấy, thì bấm vào đây. Chúng ta bấm cái lưỡi dê để auto là được. Và cắm đằng sau nó cũng được. Đây là mic, à music, mic. Và khi mà chúng ta các cái chương trình ở đây đã cài đặt xong, chúng ta bấm cái nút lúc này, bấm khoảng 3 giây là nó sẽ hiện lên server và nó lưu. FFX đây là các cái chế độ chống rú này. Mình để ở giữa tầm khoảng 3 thôi. Đây là các cái chỉnh center là chỉnh sub. Chỉnh center, chỉnh sub. Hello. Alo, alo, 1, 2, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Rồi, mọi người có điều gì mà muốn thắc mắc về con vang số audio kinh HS80B là thì cứ gọi cho mình theo số điện thoại 0987 630 409. Mình sẽ hướng dẫn cài đặt con vang này. Vì con này thì hát gia đình là rất là ngọt, tiếng hay, dòng thương hiệu. Quan trọng nó là cái cách chỉnh phù hợp thôi. Rồi, xin cảm ơn mọi người.